chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. 1. Tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân 8,5% năm. 2. Cơ cấu kinh tế GRDP theo giá hiện hành đến năm 2025, công nghiệp xây dựng 49%, nông lâm nghiệp thủy sản 8,5%, dịch vụ 42,5%. 3. GRDP bình quân đầu người giá hiện hành năm 2025 đạt 105 triệu đồng. 4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 25.500 tỷ đồng một năm. 5. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 19.000 tỷ đồng trở lên. 6. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác đến năm 2025 đạt 160 triệu đồng. 7. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 3.200 triệu đô la Mỹ. 8. Đến năm 2025, số khách du lịch đạt từ 8 đến 9 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt 8.000 tỷ đồng trở lên. 9. Đến năm 2025, tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 90%, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, mầm non 98%, tiểu học 83,7%, chuẩn mức độ 2, trung học cơ sở 100%, trung học phổ thông 80%. 10. Đến năm 2025, có 13 bác sĩ, 41 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi, bình quân hàng năm đạt 0,8%. Đến năm 2025, giảm xuống dưới 20%. 11. Trong nhiệm kỳ giảm 2/3 số hộ nghèo, đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định mức dưới 2% năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 70 đến 72%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 28% đến 32%. Tỷ lệ lao động việc làm trong khu vực nông nghiệp còn khoảng 25%. 12. Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2024. Đến năm 2025, có 25% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 13. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý hợp vệ sinh tại khu vực đô thị 90%, tại khu vực nông thôn 85%. Có 100% số khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. 14. Số đảng viên kết nạp bình quân hàng năm đạt 1.600 đảng viên trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85% trở lên. Thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng và đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Tổng số tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra và giám sát chuyên đề tăng 10% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Phấn đấu 100% cấp ủy viên các cấp gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định về nêu gương.